Chào mừng các bạn đã trở lại với H Channel, lại là mình, Nguyên đây. Thì vấn đề của chúng ta về iPhone 12 thì chắc các bạn cũng đã biết rồi, chúng ta sẽ không có củ sạc. Mà cụ thể hơn là những dòng iPhone sau này ra như là iPhone 11, iPhone SE được làm lại sẽ chúng ta vẫn không có củ sạc luôn. Vậy thì vấn đề chúng ta sử dụng củ sạc bên ngoài liệu nó có đảm bảo được cái lượng sạc hay không? Thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Intro nào. Mình đang có ở đây cụ thể là con 12 Pro hỗ trợ sạc nhanh 20W và kèm theo đó chính là cục sạc nhanh 20W chính hãng của Apple luôn. Thì đầu tiên trong video ngày hôm nay mình sẽ đi kiểm tra thử là với cục sạc chính hãng này chúng ta sẽ được hiệu suất cũng như thời gian sạc như thế nào. Đấy. Kèm theo là mình có một thiết bị để đo được nguồn điện ra, mình muốn coi thử là nó phải ổn định ở mức 20W hay không. Đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn dễ thương mà. Và thiết bị iPhone của mình sẽ để nó trong khoảng là 20% pin và mình sẽ sạc nhanh là 15 phút. Coi thử là với cái thời gian gấp như vậy thì nó đáp ứng được mình bao nhiêu phần trăm pin nhé. Ok. Ngoài ra, nếu các bạn có cục sạc cũ của iPad, cục sạc 12W á, thì các bạn cũng có thể tận dụng lại được, tại vì nó cũng là cổng Type-C. Và chúng ta cũng không phải lo về việc là bị hư pin hay là chai pin các kiểu. Đây, thì mình cũng sẽ cắm thử cho các bạn xem là với cục sạc 12W này thì chúng ta sẽ đáp ứng được bao nhiêu phần trăm pin trong vòng 15 phút. Chắc hẳn các bạn cũng đã thấy được sự khác biệt giữa cục sạc 12W và cục sạc 20W rồi đó. Thì mình nghĩ là các bạn nên đầu tư hẳn một cái cục sạc 20W đi, nó sẽ tiết kiệm thời gian sạc cho các bạn rất là nhiều. Đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cục sạc. Không phải một nữa mà là hai cục sạc bên ngoài mình thấy rất là ưng ý ở đây. Cục đầu tiên đó chính là một cục sạc 20W đến từ thương hiệu Adam Element với tên gọi là Onia X1. Thì đây là một thương hiệu sạc đến từ Đài Loan. Các bạn có thể thấy mình đã bóc ra rồi đây. Một cục sạc 20W rất nhỏ gọn, cứng cáp. Trọng lượng chỉ khoảng 45g thôi. Mọi người có thể thấy đây, mình sẽ để đây. Nó nhỏ hơn hẳn so với cục sạc 20W của Apple luôn. Và điểm mình rất thích ở đây đó chính là cái chân này. Chúng ta có thể gập lại được. Thay vì để như vậy, nó sẽ rất là cấn. Chúng ta chỉ việc gập lại và đem đi rất là dễ dàng. Đấy. Và một cục sạc nữa mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là cục sạc Jotec. Đây là một thương hiệu đó được thành lập từ năm 2013 rồi. Và mình nghe được cái thương hiệu này nó nhiều hơn so với cái thương hiệu Adam hồi nãy. Ok, giờ mình sẽ bóc ra luôn. Đây là cục sạc chúng ta. Đợi mình một tí.
Ok. Đây, một củ sạc sử dụng cổng USB Type-C. Và mình... Tại sao ta? Tại sao những cái thương hiệu, cái hãng thứ ba bên ngoài á, họ luôn làm những cái chân gập như thế này? Mình rất là thích luôn, nó rất là tiện so với chúng ta chỉ có cục iPad là gặp được thôi. Và cục cho tag của chúng ta có công suất sạc lên đến 30W. Đấy, nhiều bạn tới đây chắc chắn sẽ tự hỏi rằng tại sao iPhone sạc chỉ có 20W mà tại sao mình lại giới thiệu một cục 30W. Đấy, mình muốn test thử luôn, trong video này mình muốn test thử luôn là với một cục sạc có công suất sạc cao hơn công suất nhận là 20W ở đây thì chúng ta sẽ sạc nhanh hơn không. Đấy, test thôi. Và trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn hai củ sạc khác ngoài cái hai củ sạc chính hãng của Apple, và mình cũng đã test công suất sạc của nó, và đây là các bản tổng kết mà các bạn xem qua nhé. Các sản phẩm củ sạc đây hiện đang được bày bán ở tháng 5 nên mình sẽ để lên phía dưới để các bạn tiện tham khảo nhé. Hy vọng video này giúp ích được cho các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Đừng quên subscribe nha.